Chào các bạn đang xem kênh Sắc Màu Cuộc Sống với Vườn Rau Thu Nhỏ. Clip hôm nay mình giới thiệu các bạn là cái cách mình dùng các cái lon sữa đã qua sử dụng này các bạn. Mình sẽ đục lỗ và mình sẽ trồng các cái loại rau xà lách và một số cái loại rau thơm. Thì lâu nay đó mình hay dùng các cái chai nhựa hoặc là các cái lon bự đó. Mình hay đục lỗ ở phía dưới này, mình thấy đục lỗ ở phía dưới này á thì nước á, mình tưới xong nó chảy xuống hết, nó không giữ lại chút ít. Thì bây giờ mình sẽ không đục dưới này nữa mà mình sẽ đục minh hông này, cách này khoảng chừng cách đây khoảng 5-7 cm, thì tùy theo cái cách của mỗi người mà chăm sóc tưới cây á. Và chúng ta có thể dùng cái mũi khoan nhỏ như thế này nè các bạn. Mình dùng khoan nhỏ này mình vui cũng được, nhưng mà mình lại không thích dùng cái khoan đó, mình lại lấy cái búa như cái gọi cái bát ốc vít này nè, mình đóng thì mình thấy làm như vậy thì nó cũng tiện, nó nhanh hơn. Cho nên các bạn giờ mình sẽ đóng mấy cái dùng mình đục mấy cái lỗ nè. Đây, mỗi một cái lon sữa như thế này mình sẽ đục 3-5 lỗ. Và như mình nói, khoảng cách đó là 5-7 cm. Khi một túi nước cho các bạn, nước nó giữ lại được ở dưới được. Đây các bạn, đây mình đục lỗ như thế này nè, đây mỗi cái là khoảng chừng 5 lỗ. Đây là những cái lon mà mình đã đục lỗ trước sẵn rồi đây các bạn. Đây các bạn thấy đây là những cái lon mình đã đục lỗ xong. Rồi mình sẽ cho đất trộn với phân, rồi mình sẽ trồng các cái cây rau vào. Đây các bạn thấy nè, đây cái lỗ nè, đây. Một cái lon này là nó khoảng 4-5 lỗ nè. Đây thì các bạn thấy nè, thì đất này thì bao gồm đây là mình cho đây là đất đã qua sử dụng rồi các bạn. Còn cái này là tro trấu, cái này là sơ dừa. Rồi mình sẽ cho thêm phân bò ủ qua đây các bạn. Nếu các bạn không dùng phân bò thì chúng ta có thể dùng phân gà, phân thuần quế, nói chung là bất cứ loại phân gì cũng được. Thì cái này là vỏ trứng đó các bạn, mình xay ra mình cho thêm vỏ trứng vào để cho nó có canxi. Để đất nó tiêu diệt các cái loại cái vi khuẩn nấm có hại trong đất á, tức là khi cây trồng nó phát triển á thì mình có cho thêm là trichoderma, tức là gọi là cái này gọi là nấm đối kháng này các bạn. Mình cho một ít vào thì giờ mình trộn đều lên, thì sau này cây nó phát triển á, có loại nấm á, thì nó sẽ dễ tiêu diệt hơn các cái loại nấm có hại cho cây trồng. Bây giờ mình sẽ trộn tất cả các cái hợp chất này lại đây. Đây đất sau khi mình đã trộn xong các bạn, bây giờ thì mình sẽ cho
đắp vào trong các cái lon sữa này. Mình nhớ là cho vào thì mình là ém nó chặt chặt lại một tí để khi mình tưới nước xuống các bạn là cho đất cây nó khỏi nó trồi sụt xuống dưới nhiều. Đây, các bạn thấy sau khi cho đất vào thì bây giờ mình sẽ tưới nước cho đất nó ẩm một ít rồi sau đó chúng ta sẽ trồng, mình sẽ trồng vào. Đây các bạn còn đây là các cái cây xà lách đốm của Mỹ nè, các bạn thấy nó cái lá nó lại có cái chấm nâu nâu ở trên lá đó. Cái lách đốm của Mỹ này mình đã gieo được 15 ngày rồi. Hôm nay mình sẽ tiến hành trồng vào trong các cái thùng sữa mình đã chuẩn bị sẵn đây. Giờ mình cái này chúng ta có thể là lấy nguyên cục này cũng được, nhưng mà mình có thể là mình lấy cái muỗng á các bạn. Mình xén cũng được, không cần phải bỏ hết đất nó vào. Đây. Đây, mình vừa vào trong các cái chậu này. Bây giờ mình sau khi đó mình sẽ tưới nước nha các bạn, để cho nó đủ độ ẩm cho cây nó dễ phát triển đó. Xà lách đốm vừa trồng vào các cái hộp sữa tái chế. Đây là xà lách đốm của Mỹ sau 12 ngày trồng trong các cái hộp sữa này, thì hiện nay nó đã lớn. Mỗi một hộp sữa mình trồng là từ 2-3 cây, vì sợ nó chết á, cho nên cũng trồng hơi dài. Hiện nay nó phát triển rất là tốt, thì sau 12 ngày như thế này là phát triển tốt rồi các bạn, là nó đều. We'll be right back.
Xà lách đốn của Mỹ hiện nay là đã 22 ngày sau khi trồng đấy các bạn. Hiện nay nó lên rất là tốt nè. Giờ xà lách này vẫn trồng khoảng hơn 30 ngày là có thể thu hoạch. Đây các bạn thấy giờ nó lên nó cũng lá nó chấm 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 giống như là bị rầy nó bu vậy đó. Ban đầu mình tưởng là chắc là bị rầy rồi nhưng mà không phải. Nó gọi là xà lách đốm á. Cho nên những cái lá nó đều có các cái đốm đốm á. Giống như cái hoa văn rất là đẹp. Nó trồng trong cái hộp sữa này thì mình trồng một hộp nó khoảng 2-3 cây, tại vì ban đầu sợ trồng nó nắng chết á, cho nên là trồng hơi dài. Và mình tưới nước là mỗi ngày 2 lần, vào sáng sớm và chiều mát. Thì hiện nay là cây nó phát triển rất là đẹp. Xà lách đốm của Mỹ hôm nay khoảng hơn 30 ngày lá nó bắt đầu già, cho nên là mình sẽ thu hoạch chứ không để nữa thì lá nó bị úa và nó héo hết, nó lại phí cái công trồng chăm sóc các bạn ạ. Đây cây nó rất là tốt nè, đó là mình tận dụng các cái lon sữa sau khi đó uống xong đó, trồng như vậy thì nó cũng rất là hiệu quả. Rồi, cái lá nó đốm đốm đẹp giống như rầy các bạn, như mình nói mấy lần trước đó, ban đầu tưởng là sâu rầy chứ mình lại không phải, đốm rất là đẹp. Đây là xà lách đốm của Mỹ rồi các bạn, mình trồng vào các cái lon sữa tái chế đây. Bữa nay là hơn 30 ngày rồi thì mình sẽ tiến hành là thu hoạch. Mình sẽ tỉa các cái lá già ở dưới mình ăn cướp và các cái lá non mình để lại. Mình sẽ dùng được cái lứa tiếp theo là cho cái lứa sau nữa các bạn. Trong quá trình trồng của cái cây xà lách này đó thì mình thấy rất là dễ, nó phù hợp với khí hậu Việt Nam, là mình tưới nước ngày mình tưới 2 lần, rồi trong quá trình đó thì mình có tưới phân cá, dung dịch cá đó các bạn, thì nó lên nó phát triển được. We'll be right back.
đây các bạn thấy mình thu hoạch cũng được một cái tao nhỏ nhỏ này. Còn lại những cái lá này thì mình tiếp tục tưới nước và chăm sóc nó khoảng chừng một tuần tới 10 ngày tới là mình sẽ thu hoạch tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip mình trồng xà lách đốm vào trong các cái lon sữa tái chế. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.